Xin chào các bạn quay lại với Onichan. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một phần movie hot hòn hò của One Piece nhé. Ở phần này nhóm của Luffy đã được mời đến lễ hội hải tặc, nơi tập hợp của tất cả các hải tặc khét tiếng nhất trên thế giới. Không ngờ lại bị lạc vào âm mưu của một kẻ rất nguy hiểm. Hắn là một hải tặc huyền thoại được mệnh danh là đứa con của quỷ, và cũng là cựu thuyền viên trên thuyền của vua hải tặc Roger, nhằm mục đích xóa sổ tất cả hải tặc mạnh mẽ khác và cả hải quân, để hắn có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Nên Luffy cùng với Vua Hancock và những người khác phải cùng nhau chiến đấu ngăn cản hắn. Nhưng trước đó nhóm của Luffy đang phải chiến đấu với bọn thợ săn tiền thưởng. Bọn chúng liên tục bắn tia laser vào tàu Sunny. Khi Robin và Zoro vừa hạ nhóm này thì nhóm khác lại xuất hiện, khiến Luffy rất khó chịu, không biết bọn này chui từ đâu ra. Hóa ra tên thủ lĩnh của bọn chúng đang muốn bắt Luffy vì tiền truy nã của cậu ấy hiện tại đang là 1.500.000 belly. Trước khi hắn đến lễ hội hải tặc để đánh bại một kẻ có biệt danh là hải tặc huyền thoại Bullet, trong khi nhóm của Luffy thì vẫn đang bị bọn chúng bao vây, nên Franky liền nạp Coca để sử dụng phản lực đẩy tàu Sunny bay lên thoát khỏi bọn chúng. Cuối cùng thì cả nhóm cũng thoát khỏi đám thợ săn tiền thưởng. Nhưng lúc này tàu Sunny cũng bị hư hỏng rất nhiều. Robin nhận ra bọn chúng nhất định sẽ sớm bám theo họ. Cũng may Rook đã nhìn thấy một hòn đảo, trong khi Chopper đang lo lắng Sunny bị hết Coca rồi. Nếu bọn chúng tìm đến thì họ sẽ tới công chuyện nữa. Nami và Franky phát hiện hòn đảo này có rất nhiều Coca, nên Luffy liền xin tiền Nami để đi mua Coca giúp cả bọn. Mặc dù biết Luffy chỉ đang muốn đi chơi, nhưng Nami cũng phải đưa tiền cho cậu ấy đi mua Coca. Lúc này Luffy đang vừa uống Coca vừa thoải mái ngâm chân, thì lại có một bà thím đến bán nước cho cậu ấy. Nhưng Luffy nói chỉ muốn mua Coca thôi, nên bà thím liền chỉ cậu ấy. Nếu muốn mua nhiều Coca thì phải đến nhà máy gần đó, nhưng nhà máy đó lại thuộc quyền sở hữu của một băng nhóm nguy hiểm. Khi Luffy đang định tiến về nhà máy thì đã gặp lại những tên thợ săn tiền thưởng. Thế là bọn chúng liền bao vây và tấn công cậu ấy. Mặc dù Luffy đã đánh trả bọn chúng, nhưng vẫn bị tên này bắn trúng, khiến Luffy bị rơi xuống vực và bị nước cuốn đi. Trong khi nữ hoàng hải tặc Vua Hancock đang tắm ở gần đó, thì không ngờ Luffy lại xuất hiện rơi trúng chị ấy. Vừa nhìn thấy Luffy liền khiến Vua Hancock rụng trứng. Bên phía tên Sairi thủ lĩnh của bọn chúng thì đang máu liều nhiều hơn máu não, muốn xử đẹp cả Luffy và Vua Hancock. Còn chị Vua thì đang ảo tưởng nghĩ Luffy đến đây là để tìm mình. Đột nhiên bọn thợ săn đã tìm đến tấn công bọn họ. Bọn chúng liền bắn nước vào Vua Hancock, nên Luffy đã phình to cơ thể ra chặn lại giúp chị ấy. Hóa ra Luffy đang muốn bảo vệ Vua Hancock, không muốn cho bọn chúng nhìn thấy hình xăm nô lệ phía sau lưng Vua. Mặc dù biết Luffy đang muốn bảo vệ mình, nhưng chị Vua cũng phải thể hiện, không thể lép vế trước chồng được, liền khiến cho cái bọn mê gái này thèm chảy nước miếng. Thế là Luffy liền lao vào tấn công bọn chúng, còn Vua thì liên tục bắn mũi tên khiến bọn chúng bị hóa đá. Lúc này hai em gái của chị ấy cũng đến, liền đưa đồ cho Vua Hancock mặc vào. Lúc này chỉ còn lại một mình tên mập, nên hắn đã giải phóng hết khí ga khiến Vua Hancock không thể thở được. Luffy liền nhảy lên kéo chị ấy ra. Nhìn thấy Luffy ôm mình, tiếp tục làm cho chị Vua rụng trứng, thế là cả hai quyết định chạy đến căn cứ tâm sự mỏng với chúng. Lúc này Vua mới kể cho Luffy biết chị ấy đang chuẩn bị tham dự lễ hội hải tặc. Đây là lễ hội được tổ chức 7 năm một lần, tập hợp tất cả hải tặc có máu mặt nhất thế giới, với tổng tiền thưởng truy nã lên đến 10 tỷ belly, liền khiến Luffy thích thú cũng muốn đến tham dự lễ hội đó. Đột nhiên tên Sairi đã xuất hiện, liền tấn công Luffy và Vua Hancock. Thế là cả hai nhận ra mình đã bị bao vây, hắn lại tiếp tục nhảy đến tấn công Luffy, nên cậu ấy liền bọc Haki vũ trang chặn đòn tấn công của hắn. Bên phía Zoro và Sanji thì cũng đang bị mấy thằng khứa này bao vây. Đột nhiên lại có một nhóm người quay xe, nói mình chỉ là người dân bị bọn chúng ép buộc phải chiến đấu. Trong khi Luffy vẫn đang đấu với tên Sairi, thì lại có một con ả đứng ra khiêu chiến với Hancock, mà còn ra lệnh cho đám lính tấn công chị ấy. Thế là bọn chúng liền bị Hancock hóa đá. Nhưng con ả này vẫn ảo tưởng sức mạnh, nghĩ băng thợ săn của bọn chúng chính là những chiến binh mạnh nhất biển cả. Lúc này Hancock nhận ra vũ khí của bọn chúng toàn là sử dụng nước có ga. Luffy thì vẫn đang đánh xã giao với thằng khứa này, không ngờ hắn lại nói hải tặc 1.500.000 belly mà chỉ có như thế này sao. Thấy tên này nói chuyện quá nhức nách, nên Luffy liền đánh trả hắn. Khi hắn lao vào tấn công cậu ấy thì Luffy lập tức phình to cơ thể lên, khiến hắn bị đánh bật trở lại. Không ngờ hắn vẫn không xiên nghe gì, hắn bắt đầu khinh thường hải tặc sử dụng trái ác quỷ chỉ là một lũ sâu bọ trong thế giới này. Hóa ra trước kia tất cả đồng đội của hắn đã bị Bullet giết, cho nên kể từ lúc đó hắn rất căm hận những hải tặc có năng lực trái ác quỷ. Lúc này Hancock cũng đá con ả này phải lùi lại. Hai em gái của chị ấy cũng kịp thời chạy đến hỗ trợ. Không ngờ bên phía bọn chúng cũng tập hợp lại,
định chơi khô máu với nhóm của Luffy. Đột nhiên tên Sairi lại ra lệnh rút lui. Hóa ra hắn đang muốn lấy vũ khí bí mật ra xử đẹp bọn họ. Thế là Luffy liền đuổi theo, sử dụng chiêu tên lửa cao su tiến thẳng vào trong nhà máy của chúng. Còn hai tên này thì chặn ba chị em anh cút lại. Lúc này tên Sairi đã vào trong nhà máy. Hóa ra vũ khí bí mật này hắn đang muốn dùng để đánh bại Bullet, nên hắn quyết định để Luffy thử nghiệm vũ khí này trước. Trong khi Luffy vẫn đang tìm tên Sairi, thì cậu ấy lại gặp những người dân ở đây. Hóa ra gia đình của họ đã bị tên Sairi bắt làm con tin, để ép bọn họ phải chiến đấu cho hắn. Lúc này thì tên Sairi cũng đã mặc lên bộ áo giáp bí mật của mình. Hắn tự tin chém gió rằng vũ khí của mình có thể tiêu diệt được tất cả hải tặc sử dụng trái ác quỷ. Thế là hắn liền nhảy đến đánh bay Luffy, không ngờ lại có thể đấm cậu ấy xuyên qua mấy bức tường. Ở bên ngoài thì Bo Hancock đang combat với hai tên này. Không ngờ Hancock lại rất mạnh, chỉ với một đá đã dễ dàng hạ một tên. Con nhỏ này cũng lao lên thì cũng bị Hancock cho ăn một đá đăng xuất. Trong khi tên Sairi vẫn tiếp tục tấn công Luffy, nhận ra vũ khí của hắn có sơ hở, nên Luffy liền sử dụng Gear 2 lao đến tung ra liên hoàn đấm. Không ngờ hắn vẫn có thể dễ dàng chặn cậu ấy lại. Lúc này hắn tiếp tục liên thuyên về đạo lý của mình, nói rằng One Piece sẽ không tồn tại, nhưng những thằng hay nói đạo lý thì thường sống như lờ. Thấy thằng này nói chuyện quá nhức nách, nên Luffy nói ngươi sẽ không hạ được hải tặc nào cả. Thế là cậu ấy đã nhảy lên và sử dụng Gear 3 đấm thẳng vào hắn. Mặc dù đã sử dụng hết công suất cản lại, nhưng vẫn bị Luffy đấm sấp mặt lờ. Thế là Luffy đã chiến thắng. Đột nhiên cậu ấy lại nhìn thấy một thư mời tham dự lễ hội hải tặc. Ở một bên khác thì tên Festa, kẻ tổ chức lễ hội hải tặc này đang rất hứng thú, vì biết được Luffy đã đánh bại tên Sairi và cậu ấy sẽ đến tham dự lễ hội của hắn. Hóa ra hắn đang muốn nhìn thấy Luffy đánh nhau với hải tặc huyền thoại Bullet. Lúc này nhóm của Luffy đã lấy được rất nhiều coca. Trong khi Luffy đã tạm biệt Bo Hancock, chị Boa chưa kịp rủ cậu ấy đi cùng mình thì thanh niên đã chạy mất. Nhưng họ sẽ sớm gặp lại nhau ở lễ hội hải tặc. Còn nhóm của Luffy thì ngạc nhiên, vì cậu ấy lại lấy được một thư mời tham dự lễ hội. Lúc này Robin đọc thư mời thì mới biết lễ hội đó sẽ được tổ chức ở đảo Delta, và có một cuộc thi săn tìm kho báu của vua hải tặc Roger, liền khiến cả bọn ngạc nhiên. Còn tên Festa thì đang hưng phấn, vì tất cả hải tặc của thế hệ tồi tệ đều đang tiến đến đây. Còn có cả tên Bullet vẫn đang chờ bọn họ. Hóa ra 2 năm trước tên Bullet đang bị giam ở trong nhà tù Impel Down. Sau khi Luffy đột nhập vào Impel Down để tìm Ace, thì tên râu đen đã giải phóng tất cả tù nhân ở tầng 6, nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng không ngờ lại có một kẻ mà đến râu đen cũng phải rén, vì hắn có biệt danh là hậu duệ của ác quỷ Bullet. Lúc này tên Festa vẫn ngạc nhiên vì chỉ với một câu nói của Roger đã mở ra cả một thời đại hải tặc. Bullet cũng ở đây cùng với hắn. Hóa ra Festa đã đồng ý hợp tác với Bullet để chuẩn bị cho một kế hoạch nguy hiểm trong sự kiện lễ hội hải tặc lần này, nơi tập hợp của tất cả hải tặc mạnh mẽ trên thế giới. Bên phía nhóm của Luffy thì đang mở tiệc trong khi vẫn đang tiến đến lễ hội hải tặc. Còn Luffy thì lại đang rất phấn khích vì cậu ấy đã nhìn thấy đảo Delta, liền khiến cả nhóm thích thú vì ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, và đặc biệt sẽ có kho báu của vua hải tặc Roger để lại. Trong khi Nami thì đang nghi ngờ cái lễ hội này, thì đám của Luffy chỉ quan tâm đến kho báu. Còn Robin thì biết được tên Festa là trùm tổ chức các lễ hội khét tiếng nhất đại dương, thậm chí còn buôn bán vũ khí, là một hải tặc xấu xa. Nhưng lúc này Luffy chỉ muốn lập tức chạy lên đảo. Khi cả bọn vừa lên đảo thì liền đi ăn chơi và khám phá tất cả mọi thứ trong lễ hội này, khiến cả bọn rất thích thú. Bên phía tên Festa vừa nhận được tin băng hải tặc Mũ Rơm đã đến, liền khiến hắn rất vui lấy ống nhòm tìm cậu ấy, vì tất cả hải tặc mà hắn trông đợi cũng đã tập hợp đầy đủ. Lúc này MC của lễ hội đã thông báo tất cả hải tặc có thể đánh nhau và cướp bóc thoải mái, nhưng không được phép thông báo vị trí nơi này cho hải quân. Hóa ra Festa chọn hòn đảo này là vì 20 năm trước, vua hải tặc Roger đã tìm ra được một kho báu tuyệt vời ở đây, cho nên tất cả hải tặc tham gia lễ hội này sẽ phải đi tìm kho báu của ông ấy để lại. Trong khi tất cả mọi người đang phấn khích đi tìm kho báu, thì Law lại đang bị thương, còn Luffy thì đang bị Nami mắng, vì tại cậu ấy hâm ăn nên bọn họ bị xuất phát trễ hơn các băng hải tặc khác. Nhưng lúc này cả nhóm vẫn tự tin rằng họ sẽ chiến thắng. Ở một bên khác thì chú hề Bucky, Vida và Mr. Ba đang đuổi theo bắt Law. Hóa ra vì hắn đã trở thành thất vũ hải, nên được Festa thuê bảo kê lễ hội này. Trong khi đó Law đã biết được bí mật khủng khiếp đằng sau lễ hội, nên định thông báo cho nhóm Luffy biết. Không ngờ lại bị tên Bucky tìm thấy, nên anh ấy liền sử dụng trái ác quỷ tóc biến trốn đi. Ở một bên khác thì Phó Đô Đốc Smoker và Tashigi đã đột nhập vào lễ hội. Hóa ra mục tiêu của bọn họ là đang muốn bắt tên Bullet, vì hắn là một tên hải tặc tàn ác nhất ở tầng 6 Impel Down. Bên phía nhóm Luffy thì đang phải phanh gấp,
vì phía trước họ đang có một xoáy nước siêu to khổng lồ. Không ngờ xoáy nước lại tạo ra một cột nước bắn thẳng lên trời, liền khiến Luffy thích thú. Đột nhiên cột nước đó lại bắn ra rất nhiều bong bóng, một hòn đảo liền xuất hiện ở trên trời. Tất cả nhận ra kho báu của vua hải tặc nằm trên hòn đảo đó, nên tất cả hải tặc liền bắt đầu đua nhau chạy lên đảo. Trong khi Kid Ve Chai đang phấn khích vì mình đi trước, thì tên Akudan bị tàu của Drake tấn công. Còn Bonnie thì không quan tâm ăn trước đã. Tên cuồng Seurus thì đang bị Bege tấn công. Không ngờ đầu màu gà phan cứng của Luffy và Cavendish cũng tham gia. Trong khi nhóm của Luffy thì vẫn đang ở bên dưới. Hóa ra Franky đã biến Sunny thành chim cánh cụt để chuẩn bị bay. Đột nhiên Buggy lại xuất hiện bảo họ giao Law ra cho mình. Không ngờ lại bị nhóm của Luffy cho hít khối. Thế là tàu Sunny liền bay thẳng lên cột nước vượt qua tất cả hải tặc khác. Trong khi đó tên Festa đã tìm Bullet. Hắn nói đã đến lúc thực hiện giả tâm của ngươi rồi. Còn nhóm Luffy thì lúc này đang dẫn đầu. Đột nhiên họ lại nhìn thấy Law đang bị thương bước ra. Anh ấy thông báo cho cả bọn, các cậu phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, vì tên Vesta đang giấu một kẻ vô cùng nguy hiểm trên hòn đảo này. Trong khi Law đang muốn lập tức đi để trả thù bọn chúng, thì Luffy đã quyết định sẽ vẫn tiếp tục tiến lên và bảo Chopper chữa trị cho Law. Thấy cái đám này không chịu nghe lời mình, nên Law đành phải ở lại hợp tác với họ. Thế là cả bọn đã quyết định chia ra. Nhóm của Law và Robin đã lên tàu ngầm lao thẳng xuống biển. Cứ nghĩ sắp xanh cỏ rồi, cũng may Robin đã biến ra cho tàu ngầm đôi cánh, nên cả bọn mới an toàn lặn xuống biển. Họ quyết định sẽ tiến thẳng đến căn cứ của tên Festa. Còn nhóm của Luffy thì vẫn tiếp tục đi tìm kho báu. Cuối cùng thì tất cả hải tặc đã lên đỉnh cột nước, và họ đã thành công bước lên đảo. Không ngờ lại nhìn thấy một con tàu bị đắm có rất nhiều kho báu ngay trước mắt, nên nhóm của Luffy lập tức chạy đi lấy kho báu đó trước. Nami nhận ra có một rương kho báu rất kỳ lạ, nên liền bảo Luffy hãy đi lấy rương kho báu đó. Lúc này tất cả các băng hải tặc khác đều đua nhau chạy đi lấy kho báu. Đột nhiên Killer lại xông lên tấn công Luffy, nên Zoro đã đứng ra cản hắn lại. Xin lỗi thuyền trưởng, ta không rảnh chơi với ngươi. Không ngờ lại đến lượt tên Nago tấn công Luffy. Khi cậu ấy đang định solo với hắn, thì Kid Ve Chai liền nhân cơ hội này chạy lên trước. Thế là Luffy phải lập tức đuổi theo Kid. Không ngờ hắn lại bị Drake tấn công, nên Kid liền gom Ve Chai lại chơi khô máu với Drake. Luffy cũng nhảy đến sử dụng Gear 3 cho cả hai ăn đấm, nên cậu ấy lại tiếp tục ở vị trí dẫn đầu. Trong khi đó băng của Bege thì đang bị Bonnie biến thành trẻ con. Bên phía tên Hawkins vẫn đang rảnh hắn ngồi xem bói. Còn nhóm của Usopp và Nami thì đang cố gắng ngăn cản lũ hải tặc khác xông lên. Lúc này khi Luffy sắp tiến đến gần kho báu, thì không ngờ lại bị tên nhà sơ điên Urus tấn công, khiến Luffy thích thú vì kẻ nào cũng mạnh. Còn tên Buggy thì cũng không thể bỏ qua trò chơi săn kho báu này. Bên phía nhóm của Sanji và Law thì đã đột nhập vào căn cứ của tên Festa. Khi cả đám đang căng thẳng không biết làm sao để tìm tên Festa, thì Brook lại xì hơi xả stress, khiến cả bọn bịt mũi. Thế là Brook đã biến thành ma để đi vào bên trong thăm dò. Cuối cùng họ cũng tìm thấy hắn. Không ngờ hắn lại nói Buster Cole sẽ được điều động đến đây, liền khiến Robin bị sốc. Vì đó chính là hạm đội hải quân hùng mạnh đã phá hủy quê hương của Robin. Khi họ định quay về thông báo cho mọi người thì lại gặp Smoker. Thế là hắn liền tấn công bọn họ. Vừa giải phóng trái ác quỷ thì hắn đã bắt được Brook và Chopper. Khi định bắt Robin thì liền bị Sanji ngăn lại, nên anh ấy quyết định ở lại cản hắn để Robin và Law đi trước. Bên phía Luffy và các hải tặc thế hệ tồi tệ bên đây vẫn chưa hay biết gì, nên bọn họ vẫn còn rảnh rỗi sinh năm nổi đánh nhau. Không ngờ lại bị tên Buggy ăn hôi lấy được kho báu trước, cho nên Luffy liền tốt biển để đấm hắn bay đi. Nhưng hắn vẫn không suy nghe gì, nên tiếp tục cầm rương kho báu bỏ chạy. Lúc này khi nhìn vào cái rương thì hắn đã nhớ ra gì đó. Đột nhiên một chiếc chiến hạm lại bị ném thẳng vào hòn đảo, liền khiến cho cả hòn đảo bắt đầu sụp đổ, làm cho Buggy đánh rơi rương kho báu xuống dưới. Không ngờ cả hòn đảo lại phát nổ, khiến cho tất cả mọi người đều bị rơi xuống. Nhìn thấy Luffy bị rơi xuống biển, nên Zoro liền nhảy xuống cứu cậu ấy. Trong khi tên Festa nhận ra Bullet đã hành động, thậm chí sức mạnh của hắn sau 20 năm trong ngục còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lúc này tất cả hải tặc thế hệ tồi tệ đều an toàn. Cũng may Zoro kịp thời kéo Luffy lên, xém tí nữa là còn cái nịp. Còn Usopp thì đã lấy được rương kho báu, đột nhiên cậu ấy lại bị tấn công. Trong khi tất cả mọi người đang thắc mắc kẻ nào tấn công họ, thì cuối cùng tên Bullet đã xuất hiện. Thậm chí hắn còn bắt được Usopp và lấy rương kho báu, liền khiến Luffy tức giận, lập tức bật Gear 2 xong lên tấn công hắn. Không ngờ lại bị hắn cho ăn một đấm dính tường. Nhưng Luffy vẫn chưa suy nghĩ gì, tiếp tục đứng dậy đối đầu với hắn. Trong khi Mr. Ba và Vida không biết tên này là ai, thì Buggy đã nói cho họ biết. Bullet cũng giống như hắn từng là cựu thuyền viên trên tàu Roger.
thậm chí sức mạnh của hắn khi xưa còn được so sánh ngang với vua bóng tối Rayleigh. Đột nhiên ông MC lại nhìn thấy có rất nhiều chiến hạm hải quân đang kéo đến đây, liền khiến tất cả hải tặc trên đảo đều xách dép chạy, vì biết ở lại là còn cái nịt. Trong khi Tempest lại rất vui vì mọi thứ đều theo kế hoạch của hắn. Còn các hải tặc thế hệ tồi tệ thì nhận ra kẻ đứng trước mặt họ rất mạnh. Nhưng Luffy thì lại rất tức giận, vì hắn dám đánh đồng đội của cậu ấy. Các ngươi là hải tặc thế hệ mới khét tiếng nhất biển cả đúng không? Kẻ nào muốn lấy kho báu thì nhào vô đây. Hắn liền giải phóng Haki Bá Vương, khiến cho tất cả đều bị sốc vì nhận ra hắn đúng là một con quái vật thực sự. Nhưng Luffy lại không hề rén tí nào. Cậu ấy liền giải phóng Haki Bá Vương ra đối chiến với hắn. Lúc này hắn lại khiêu khích bọn họ. Sao thế, các ngươi rén hết rồi à? Trong khi tất cả đều im lặng thì Luffy nói, đối thủ của ngươi chính là ta đây. Lúc này Nami thông báo họ phải rời khỏi đây, nên Luffy bảo Zoro hãy đi trước, cứ để cậu ấy chăm sóc tên này. Trong khi Robin và Law đang chạy ra khỏi đây thì chị ấy đã vô tình gặp lại Crocodile. Robin liền nhận ra đến Crocodile cũng chú ý đến kho báu này, chắc chắn kho báu đó sẽ làm rung chuyển thế giới. Đột nhiên hắn lại tốt biến đến gần Law và hỏi, có muốn hợp tác không? Bên phía Sanji thì vẫn đang chiến đấu với Smoker. Đột nhiên Tashigi lại thông báo cho hắn biết Bullet đã xuất hiện và đang chiến đấu với Ngũ Rơm. Còn Bullet lúc này đã tốc biến đến tấn công Luffy, liền khiến cậu ấy ọc sữa. Thế là từng người trong nhóm hải tặc tồi tệ đều bị hắn lần lượt knock out trong một nốt nhạc. Nhưng dù vậy họ vẫn cố gắng đứng lên đánh trả lại hắn. Luffy và Kid liền lao đến tung ra nắm đấm. Không ngờ hắn chỉ cần xoay người nhẹ một cái, liền khiến cả hai tự vã mặt nhau. Nên BG liền giải phóng trái ác quỷ, biến thành pháo đài khổng lồ. Không ngờ đại pháo đều bị hắn chặn được, thế là liền bị hắn cho ăn một đấm. Cả Hawkins và Apu cũng lập tức tấn công. Tiếp đến là Killer, Raken và Cuồng Sư. Sau cùng là Kid và Luffy cũng tung ra đòn mạnh nhất của mình. Nhưng không ngờ những đòn đó chỉ là mũi đốt inox với Bullet. Lúc này hắn nói, các ngươi còn non và xanh lắm, bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết sức mạnh thực sự là như thế nào. Chớp mắt hắn đã tốc biến đến đánh bay Luffy. Kid ve chai liền hỏi, ngươi đang muốn gì hả? Ta muốn trở thành kẻ bất bại. Trong khi đó, chiến hạm của hải quân đang bao vây hòn đảo, nên nhóm của Zoro quyết định sẽ mở ra đường thoát. Đột nhiên đô đốc hổ tiếng Fujito ra liền tấn công Zoro. Bên phía nhóm của Sanji đã thoát được Smoker, nên đã tập hợp lại với Robin. Còn các hải tặc thế hệ tồi tệ thì đang bị đánh te tua. Hắn vừa nói rằng đây mới chính là sức mạnh của vua hải tặc tương lai, thì liền làm Luffy tức giận bật trạng thái kia 4. Không ngờ lần này những cú đấm của Luffy lại rất nhanh, khiến cho Bullet liên tục bị trúng đòn, nhưng lại làm hắn càng thêm phấn kích và lập tức đánh trả Luffy. Thế là Luffy liền tung ra đòn quyết định, nên Bullet cũng đấm một cú vào mặt cậu ấy, làm cho cả hai bị bật lại. Lúc này Luffy cũng mất đi trạng thái gear 4. Bên phía Tempest thì đang cho những kẻ máu mặt nhất thế giới xem trận đấu của ngũ hoàng Luffy và cựu thuyền viên của vua hải tặc. Trong khi đó thì đại tướng quân Franky đang chiến đấu với người máy Pacifista của hải quân. Còn Zoro thì vẫn đang bị Fujito ra ngăn cản. Ông ấy nhất quyết phải bắt hết tất cả lũ hải tặc ở đây. Thắng nhỏ bắt ghi khi đang tìm cách chạy trốn, thì lại bị Nami sử dụng Juice đánh sét thẳng vào đầu. Lúc này Luffy đã sử dụng hết Haki, nhưng vẫn không làm Bullet si nghe chút nào. Đột nhiên hắn lại đấm thẳng xuống đất, liền triệu hồi ra một chiếc tàu ngầm khổng lồ. Cuối cùng hắn cũng giải phóng năng lực trái ác quỷ của mình. Hóa ra hắn đã ăn trái ác quỷ dung hợp, có thể giúp Bullet dung hợp và thay đổi hình dạng mọi thứ mà hắn muốn. Thế là hắn đã bắt đầu biến đổi chiếc chiến hạm bọc thép. Những kẻ yếu sẽ không thể tồn tại trên đại dương này, giống như thằng mũi dài kia, lại tiếp tục làm cho Luffy tức giận. Hắn vẫn liên thuyên với cái đạo lý của mình, thứ gọi là đồng đội chỉ mang lại điểm yếu cho ngươi, giống như Râu Trắng và cả Roger đều là những kẻ bại trận, bởi vì cái giới hạn mà các ngươi gọi là đồng đội. Hắn tin rằng chỉ có sức mạnh của bản thân mới là kẻ chiến thắng, còn ta thì sẽ không bao giờ thua ngươi. Lúc này hắn mới nói cho cả bọn biết, rừng kho báu trong tay hắn chính là kho báu Pontis, liền khiến cho Luffy bị sốc. Cuối cùng thì hắn cũng dung hợp thành công và biến thành một con robot khổng lồ. Trong khi Zoro thì đang phải chặn các đòn tấn công trọng lực của Fujito ra, nhưng anh ấy vẫn có thể chém trả lại đô đốc hổ tiếng. Không ngờ lúc này lại có một chiếc tàu bị chẻ đuôi. Zoro liền nhận ra Mihawk cũng đã đến. Khi tên mập này định xử luôn thất vũ hải, thì Perona liền triệu hồi ma tấn công khiến chúng bị tiêu cực. Lúc này thì Bohankuk cũng đã đến, liền làm cho đám hải quân và cả hải tặc phải khoái khoái chảy nước miếng. Bên phía Bullet thì đang cho đám hải tặc thế hệ tồi tệ nhai hành, trong khi hắn vẫn liên thuyên về sức mạnh tuyệt đối của mình, khiến cho Kid ve chai và Luffy ức chế nhảy lên chặn nắm đấm của hắn. Không ngờ vẫn bị Bullet đấm nằm bẹp ra đất. Nhìn thấy Luffy đã bị hạ, khiến hắn thích thú mở chiếc rương kho báu ra.
hóa ra bên trong chính là cái la bàn sẽ dẫn đến hòn đảo cuối cùng lát theo. Vừa nhìn thấy chiếc la bàn đó liền làm cho tên nhà báo Morgan bị sốc, vì đó chính là chìa khóa giúp tìm thấy kho báu vĩ đại One Piece. Khi hắn đang định giúp Luffy đăng xuất thì Usopp liền đứng dậy ngăn cản hắn, cứ nghĩ những viên đạn của cậu ấy chỉ là đồ chơi con nít, không ngờ nó lại một thằng cây quấn tay hắn. Nhưng Bullet vẫn không xuyên nghe gì, liền dùng đại bác bắn Usopp. Lúc này đô đốc khỉ vàng Kizaru cũng đã đến, trong khi Copy và các đại úy hải quân đều đang bao vây lũ hải tặc. Đột nhiên Smoker lại xuất hiện và nói cho Hina biết tổng bộ hải quân đang giấu bọn họ chuyện gì đó. Đột nhiên ông ấy lại nhìn thấy Buggy đang trốn trong lũ hải tặc, nên ông ấy liền hỏi Buggy thứ bên trong chiếc rương. Bên phía Fujitora nhận ra không còn thời gian chơi với Zoro nữa, nên ông ấy liền triệu hồi một quả thiên thạch tặng cho Zoro và rời đi. Thế là Zoro liền nhảy lên dùng chiêu nhất đại tam thiên chẻ đôi quả thiên thạch. Zoro nhận ra nó vẫn đang đè xuống đám người của đầu màu gà. Cũng may Mihawk đã kịp vung kiếm chém thiên thạch thành từng mảnh nhỏ. Còn Bullet sau khi hạ nhóm của Luffy thì hắn đã đi về phía lũ hải quân, nên bọn hải quân cũng bao vây tên Bullet lại, càng khiến cho hắn thêm thích thú. Đột nhiên Smoker lại chạy đến bảo hải quân phải rút lui, vì mục tiêu của Bullet chính là hải quân. Không ngờ lúc này hắn đã sử dụng năng lực thức tỉnh của trái ác quỷ, có thể giúp hắn tăng thêm phạm vi dung hợp. Thế là hắn liền dung hợp cả một thị trấn và biến thành một con quái vật khổng lồ. 3-4 tên phó đô đốc liền xông lên, nhưng cũng chỉ bị hắn hạ trong một nốt nhạc. Hắn tiếp tục cường hóa cánh tay đấm một cú thật mạnh, liền khiến cho rất nhiều hải quân và hải tặc bị xanh cỏ. Hóa ra hắn luôn muốn vượt qua Roger để trở thành kẻ bất bại. Ở đằng xa, Lucy CP0 vẫn đang quan sát tình hình, còn nhóm của Smoker và Copy thì đang ngạc nhiên vì hắn lại có một lượng haki khổng lồ có thể bao bọc cả con quái vật đó. Trong khi lính hải quân vẫn đang sợ teo dái thì khỉ vàng Kizaru vẫn chưa hành động. Đột nhiên thủy sứ đô đốc chó đỏ đã ra lệnh cho toàn bộ hải quân sử dụng Master Call. Còn tên Festa thì lại rất phấn khích với sức mạnh của Bullet, tin rằng hắn nhất định sẽ có thể vượt qua Roger, thậm chí còn thách thức Sengoku đến bắt mình. Hóa ra hắn đang lên kế hoạch cho một lễ hội thanh trừng đại dương, vì hắn cũng muốn tạo ra một thời đại mới giống như Roger. Bên phía hải quân thì đang tổ chức một cuộc họp về tên Bullet. Hóa ra thời trẻ hắn là một quân nhân và được phong làm anh hùng, nhưng hắn lại bị chính đồng đội của mình phản bội, khiến hắn bị tha hóa và đồ sát hết tất cả người dân. Kể từ đó Bullet đã bị truy nã và bắt đầu gia nhập băng hải tặc Roger, nhưng sau đó lại bị Sengoku bắt và đưa vào nhà tù Impel Down. Lúc này Gap đã đến tâm sự mỏng với Sengoku. Họ cũng phải công nhận Bullet là một tên quái vật, luôn cố gắng luyện tập để vượt qua Roger, nhưng vì cái chết của Roger đã khiến hắn điên cuồng hơn. Lần trước bọn họ phải sử dụng đến Buster Call, điều động cả một hạm đội hải quân mới bắt được hắn. Bên phía Luffy lúc này thì đang kiệt sức, nên Usopp đã cố gắng đưa cậu ấy rời đi, vì cuộc phiêu lưu của bọn họ không thể dừng lại tại đây. Đột nhiên lại có một cây cột rơi xuống Luffy, nên Usopp liền nhảy ra chắn cho cậu ấy. Cũng may Rook đã kịp xuất hiện đấm băng ngọn lửa. Chopper cũng chạy đến, nên Usopp bảo hãy chữa trị cho Luffy trước. Bên phía hải quân thì vẫn đang cố gắng chống lại tên Bullet. Họ nhận được thông báo Akainu đã ra lệnh sử dụng Master Call hủy diệt hòn đảo này rồi. Ở lại hòn đảo này nữa là còn cái mịt, khiến tất cả hải quân đều sợ hãi chạy thuộc quân. Còn tên Bullet nhìn thấy chiến hạm Master Call đã đến, khiến hắn càng thêm phấn kích. Trong khi Smoker bảo Hina hãy dẫn đám Copy rời đi, còn anh ấy sẽ ở lại chiến đấu, vì anh ấy nhận ra hải quân cũng đang muốn giành lấy rương kho báu, nên Smoker quyết định sẽ giành rương kho báu trước, để họ không phá hủy hòn đảo này. Đột nhiên Sabo cũng xuất hiện ngăn Smoker lại. Smoker liền nhận ra người chính là anh trai của Mũ Rơm, thế là cả hai liền giải phóng trái ác quỷ đánh nhau. Nhìn thấy hải quân đang chạy té khói, khiến nhóm Nami lo lắng, nhưng chị ấy vẫn tin tưởng quyết định ở lại chờ Luffy. Trong khi Ba Hancock thì đang rất lo lắng cho ông chồng Luffy của mình, đột nhiên lại nhìn thấy cái gì đỏ đỏ, cứ tưởng là Luffy, không ngờ lại là thắng nhỏ Buggy, thế là liền bị ăn một đá. Bên phía Chopper thì đang cố gắng đưa Luffy chạy đi, nhưng đột nhiên Luffy nói mình không sao rồi, nên cậu ấy bảo Chopper đưa Usopp quay về tàu Sunny trước. Usopp thì lại khóc và xin lỗi Luffy, vì cậu ấy quá yếu không thể giúp Luffy. Thế là Usopp đã kiệt sức ngất đi. Lúc này Luffy quyết định sẽ quay lại chơi khô máu với hắn, cho nên cậu ấy lập tức bật gear 4 lao trực tiếp đến tên Bullet với một tốc độ cực nhanh, trong khi Sabo và Smoker vẫn đang đánh nhau. Mặc dù năng lực của cả hai sẽ không thể phân thắng bại được, đột nhiên Ba Hancock lại đá bắt gear về phía họ, vì chị ấy vẫn đang tìm Luffy. Lúc này Law cũng tốc biến đến, trong khi cả đám đang rảnh rỗi cãi nhau, thì Law nói ta có cách lôi cái tên Bullet ra khỏi con quái vật kim loại. Chiêu này chỉ có thể sử dụng một lần, nếu thất bại thì cả đám sẽ đăng xuất.
Smoker lập tức từ chối vì không muốn hợp tác với hải tặc. Đột nhiên cả bọn lại nhìn thấy Luffy đang lao đến tên Bullet. Không ngờ lại bị hắn đánh bay đến chỗ của bọn họ. Vừa nhìn thấy Luffy liền làm cho Ba Hancock rụng trứng. Thế là Law liền nói kế hoạch của mình cho Luffy biết, làm cho Luffy thích thú. Cuối cùng thì cả bọn cũng chịu hợp tác xử đẹp tên Bullet. Còn tên Festa nhìn thấy Luffy hợp tác với cả thất vũ hải, hải quân và quân cách mạng, liền làm hắn thích thú. Đột nhiên Luffy lại bật gear 4 lao đến Bullet, trong khi vẫn chưa kịp nghe hết kế hoạch của Law, nên anh ấy đành phải nói với mọi người. Trước tiên Law sẽ tạo ra một lỗ hổng để tất cả mọi người bào mòn haki của hắn. Khi hắn lộ diện thì tất cả sẽ cùng nhau tấn công hắn cùng một lúc. Còn Luffy thì vẫn chưa thể tiếp cận được Bullet, nên lại bị hắn đấm bay đi. Thế là tất cả mọi người cũng bắt đầu hành động. Đột nhiên Crocodile cũng xuất hiện hợp tác với họ. Không ngờ Ba Hancock lại tức giận, mày dám đánh chồng của chế, nên chị ấy liền chạy lên trước cho hắn ăn đá. Nhưng haki của hắn lại quá cứng, thế là Crocodile cũng sử dụng bão cát bao vây hắn. Law lập tức tốc biến và giúp cho cát của Crocodile vào cơ thể của hắn. Lúc này Luffy cũng đã quay lại, thế là cậu ấy liền thổi cánh tay to ra cho hắn một đòn quyết định. Trong khi hắn đang định gia tăng thêm haki, thì Smoker và Sabo lập tức bay đến, liền tạo ra một đòn kết hợp khói và lửa đánh thẳng vào hắn, khiến hắn mất một cánh tay. Khi hắn đang định dùng haki nối cánh tay lại, thì Buggy đang chạy muốn thuộc quần, nhận ra không chạy kịp nữa, nên hắn cũng quẳng bom bị lét vào cánh tay đang rơi xuống, làm nổ cánh tay của Bullet. Nhưng Bullet nhận ra, chiêu đó là của Lucy CP0. Hắn liền nhận ra chính phủ thế giới cũng đối đầu với mình. Còn tên Festa thì lại ngạc nhiên, không thể tin Bullet lại đang bị ngậm hành. Nhưng Bullet lúc này vẫn còn một cánh tay, nên hắn liền tấn công bọn họ. Trong khi Law nghĩ rằng đã thất bại rồi, thì Sabo nói hãy tin tưởng vào Luffy. Hóa ra cậu ấy vẫn đang tiếp tục thổi cánh tay bọc haki to ra, cho nên tất cả liền lấy lại tinh thần tiếp tục ngăn cản hắn. Tất cả mọi người đều chạy đến sử dụng chiêu mạnh nhất của mình. Bullet lại tiếp tục bom haki vào tên khổng lồ. Thế là cả bọn đã tung ra một chiêu kết hợp đánh vỡ phòng thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ gì liền thổi bay cả bọn. Cuối cùng thì cũng đến lượt Luffy. Cậu ấy liền xông đến Bullet kéo theo cánh tay khổng lồ phía sau, nên Bullet cũng tăng cường thêm haki chơi khô máu với cậu ấy. Khi cú đấm của cả hai chạm nhau, thì không ngờ cánh tay của Bullet đã vỡ ra, liền phá vỡ lớp vỏ bọc khổng lồ của hắn, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng bên trong hắn vẫn còn một tên người máy nữa. Hắn liền bọc haki định kết liễu Luffy, thì không ngờ những hạt mầm của Usopp đã mọc lên và trói hắn lại, phá hủy luôn người máy của hắn. Nhìn thấy Bullet bị rơi xuống nên Crocodile và Lucy liền xông lên, nhưng đã bị Sanji và Zoro cản lại và nói đừng làm phiền thuyền trưởng của bọn ta. Thế là Luffy lại tiếp tục tiến lên đấm tay đôi với Bullet. Mặc dù hắn vẫn còn rất mạnh, nhưng Luffy vẫn không bỏ cuộc tiếp tục xông lên, nên Bullet liền giải phóng toàn bộ haki của mình. Ta sẽ là người trở thành vua hải tặc, ngươi không xứng làm vua hải tặc. Luffy và Bullet đều cùng nhau tung ra liên hoàn đấm. Không ngờ Bullet đã đấm trúng Luffy và nói, ta là kẻ mạnh nhất thế giới, không kẻ nào có thể tồn tại một mình giữa biển cả rộng lớn này hết. Liền khiến Bullet nhớ lại lúc đồng hành cùng Roger. Mặc dù luôn thách đấu và bị thua Roger, nhưng hắn lại cảm thấy rất vui. Lúc này Luffy đã chiếm lại ưu thế, liên tục đấm vào mặt Bullet. Ta mới chính là người sẽ trở thành vua hải tặc. Cuối cùng thì Luffy đã hạ gục Bullet, đấm hắn bay thẳng xuống đất. Nhìn thấy Bullet đã bị đánh bại, khiến tất cả đều ngạc nhiên. Còn Luffy thì đã biến lại hình dạng bình thường, nhưng cậu ấy cũng đã lấy được rừng kho báu, khiến Luffy rất vui. Còn tên Festa nhận ra kế hoạch của mình đã thất bại. Luffy tò mò mở chiếc rương, nhìn thấy bên trong là la bàn chỉ đến lắp theo. Đột nhiên Lucy và Crocodile lại chuyển hướng sang tấn công Luffy. Không ngờ cậu ấy lại bóp nát cái la bàn. Ta không cần đến thứ này, khiến cho bọn chúng đứng hình mất 5 giây. Thế là Law liền dịch chuyển cả bọn đến tàu Sunny. Trong khi Sabo thì đã tìm được tên Festa. Hóa ra quân cách mạng đã luôn truy tìm hắn, vì hắn là kẻ tạo ra những cuộc chiến tranh kinh hoàng. Thế là hắn liền bị Sabo knock out. Nhóm của Luffy nhận ra họ phải lập tức rời khỏi hòn đảo này để thoát khỏi bọn hải quân. Không ngờ Kid ve chai cùng với các hải tặc khác cũng xông lên, cùng nhau phá vỡ vòng vây của bọn hải quân. Đột nhiên đô đốc khỉ vàng Kizaru lại muốn tấn công họ, nên Sabo liền sử dụng hỏa quyền tạo ra một bức tường lửa, liền giúp nhóm của Luffy và các hải tặc khác chạy đi. Hóa ra Ricky Roger không hề muốn lưu lại la bàn hướng dẫn đến lắp theo, nên ông ấy đã ném nó xuống biển và tin rằng sẽ có người tự tìm ra One Piece. Sáng hôm sau khi biết Luffy đã bóp nát cái la bàn, liền khiến cả bọn bị sốc, vì cậu ấy không muốn chuyến phiêu lưu của cả bọn trở nên vô vị. Thế là bọn họ lại tiếp tục chuyến hành trình. Video hôm nay đến đây thôi.
Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Onichan trong các video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mãi yêu.